mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube Hoàng Hà Channel. Và hôm nay trong tay mình đây đang là chiếc sản phẩm khá được chú ý dạo gần đây đến từ nhà Redmi, một chiếc tai nghe không dây mới vừa được chính thức ra mắt tháng rồi thôi. Và chỉ trong tầm giá 1 triệu đồng thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem là chiếc Redmi Buds 3 này có gì nhá. Thì như mọi người thấy cái packaging của nó cũng rất là đơn giản này. Và trong đây thì nó cũng chỉ có là hộp sạc, cáp sạc, tai nghe này. Và thêm sách hướng dẫn nữa, cũng khá là đơn giản thôi. Và về cái phần thiết kế của hộp này như mọi người thấy, nó sẽ có những cái đường vát cạnh như thế này, trông khá là vuông vức. Và không biết là chỉ mình thấy thế cảm giác như thế này hay sao, nhưng mà lúc mà mình mới nhìn cái hộp sạc này thì mình cứ nghĩ là nó sẽ mở ra mặt ngang như cái hộp nhẫn như thế này này, nhưng tuy nhiên thật ra nó lại là mở trên chiều dọc như thế này. Đối với cái thiết kế này thì nó cũng khá là basic và đơn giản thôi. Và ở bên ngoài này thì nó sẽ có một nút bấm kết nối như thế này. Ở dưới thì sẽ là sạc tai C mọi người nhá. Về phần tai nghe này, nó sẽ là một cái thiết kế earbud cũng khá là quen thuộc. Nhìn nó cũng sẽ khá là trẻ trung hiện đại này. Và mình thấy là cái phần cuống này nó sẽ hơi dài một chút. Tuy nhiên thì đối với phần housing ở đây thì mình cảm thấy thiết kế nó sẽ khá là vừa vặn. Đeo vào tai thì nó cũng khá nhẹ, bởi vì một chiếc tai nghe một bên này thì nó sẽ chỉ nặng khoảng 4,5g như mình đọc thông tin ở trên mạng. Thì nó sẽ khá là thoải mái khi mà mình đeo cả ngày dài thì nó cũng không bị nặng nề hay là khó chịu hay cấn tai quá nhiều. Và ở cái phần đầu tai nghe này như mọi người thấy thì nó sẽ được làm hơi lồi lên một chút như thế này. Nó sẽ bao phủ trọn vẹn hơn và nó cảm giác sẽ khá ít bám bụi hơn. Như mọi người thấy thì ở bên ngoài này nó cũng sẽ có một chỗ, một hốc hõm nhẹ như thế này để chúng ta có thể chạm vào điều khiển cảm ứng. Đối với tai mình sẽ cảm thấy rất là vừa vặn này, và nó sẽ không bị cấn tai hay là bị quá rộng hay quá chật gì cả. Mình đeo rất là thoải mái. Và có một cái lưu ý nho nhỏ là chính là khi chúng ta mới unbox chiếc tai nghe này thì nó sẽ có một miếng dán niêm phong ở cuống tai nghe này, và chúng ta phải bóc miếng niêm phong đó ra thì chúng ta mới có thể sử dụng như là kết nối Bluetooth chiếc tai nghe này được. Và một điểm nữa ở trên phần hộp sạc đó chính là phần bản lề này thì mình cảm thấy nó khá là chắc chắn. Đó, nghe tiếng mở hộp thì nó cũng khá là chắc và đanh, là mình cảm giác nó sẽ dùng được khá là bền. Tổng quan lại về thiết kế thì mình thấy nó khá là nhỏ nhắn xinh xắn, cầm nắm cũng vừa tay, chắc chắn, cảm giác sạch sẽ và cũng có thể là sẽ sử dụng được khá bền. Và về phần kết nối thì ở đây mình có một chiếc điện thoại cũng đến từ nhà Redmi luôn, đó chính là chiếc Redmi Note 11, cũng vừa mới ra mắt gần đây thôi. Và đối với dòng của Redmi này thì khi chúng ta đưa tai nghe lại gần và sau đó mở hộp sạc này thì nó cũng sẽ kết nối ngay lập tức với chiếc điện thoại. Và như mọi người thấy hiện lên ở đây là mình sẽ hiện lên hình ảnh 3D của chiếc tai nghe này. Đó, rất là xịn sò luôn, hiện luôn cả phần trăm pin của hai bên tai cũng như là cả hộp sạc nữa. Và ở đây thì mình đã kết nối sẵn với máy này rồi, còn nếu mà mọi người chưa từng kết nối thì nó cũng sẽ hiện ra phần để mình kết nối, nhấn vào cũng rất là dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng thôi. Và ở đây đối với tai nghe này, khi mà chúng ta đã kết nối với điện thoại cũng như là đeo lên tai thì mình sẽ có những cái cảm ứng chạm khá là cơ bản thôi. Ví dụ như là khi chúng ta bỏ ra thì nó sẽ tự động tạm dừng bài hát đang phát, hoặc là khi chúng ta để lại vào tai thì nó sẽ tiếp tục phát. Tiếp theo thì khi mà nhấn giữ thì mình sẽ dừng hoặc là bật lên bài hát hoặc là video mình đang phát. Chạm hai chạm liên tiếp thì chúng ta sẽ có thể là nhận cuộc gọi hoặc là next thêm bài hát tiếp theo. Chạm ba chạm thì sẽ là kết thúc cuộc gọi cũng như là chuyển về bài hát trước đó chúng ta đã từng phát. Đó, về phần kết nối thì mình cảm thấy nó khá là nhanh nhạy, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng kèm một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi nữa. Và về những cái thao tác thì nó cũng sẽ khá là đầy đủ cũng như là tiện lợi. Về thông số thì chiếc Redmi Buds 3 này được trang bị vi xử lý là Qualcomm QCC3040, kèm theo đó là công nghệ AptX Adaptive cũng như là hỗ trợ Bluetooth 5.2, thì nó sẽ cho mình cái hiệu năng
có nghĩa là cái mức tiêu thụ điện thấp hơn và thêm nữa là kết nối ổn định hơn nữa. Đối với cái độ trễ thì theo như thông tin được công bố, chiếc Redmi Buds 3 này có độ trễ là 95 mili giây. Đối với những ai mà ham mê chơi game thì mình nghĩ là nó sẽ chưa thực sự tối ưu cho lắm. Nếu mà mọi người muốn sử dụng một chiếc tai nghe không dây có độ trễ thấp hơn thì mọi người có thể cân nhắc lên chiếc Buds 3 Pro thì nó sẽ có độ trễ thấp hơn cho mình cái trải nghiệm chơi game tốt hơn. Và chiếc tai nghe Redmi Buds 3 này cũng được tích hợp 2 micro với độ nhạy cao, kèm theo đó là công nghệ khử tiếng ồn CVC đến từ Qualcomm thì nó sẽ có thể tự động là giúp khử bớt tiếng ồn từ môi trường cũng như là giảm tiếng vọng khi mà chúng ta nghe gọi điện thoại. Từ đó thì chúng ta sẽ có cái chất lượng cuộc gọi rõ ràng cũng như là sắc nét hơn. Ngoài ra thì nó cũng được trang bị tiêu chuẩn chống bụi nước là IP54. Thì nó cũng sẽ giúp mình khá là thoải mái trong việc có thể là đi tập thể dục nhẹ nhàng hay là ra mồ hôi vào mùa hè thì chúng ta cũng sẽ không phải lo lắng nhiều. Về khoảng cách kết nối thì như mình có tìm hiểu thông tin, người ta sẽ ghi là khoảng cách kết nối khi mà trong không gian mở không có vật cản thì là 10 mét. Nhưng mà mình thử nghiệm thực tế thì có vẻ như là cái khoảng cách kết nối của nó còn tốt hơn, nghĩa là còn xa hơn một chút nữa cơ. Về thời lượng pin thì chiếc Redmi Buds 3 này cho chúng ta thời gian sử dụng cũng khá là trâu. Với tai nghe thì sẽ có thể là lên đến 5 tiếng sau mỗi lần sạc, và nếu sử dụng kèm hộp sạc này nữa thì chúng ta sẽ lên tới là 20 tiếng. Ngoài ra thì có giao diện là sạc tai si sạc nhanh này, vì thế chúng ta chỉ cần là 10 phút sạc đã có thể có thêm ngay là 1 tiếng rưỡi nữa để có thể sử dụng. Và để đánh giá về chất lượng thì mình nghĩ chiếc Redmi Buds 3 này sẽ phù hợp cho những cái nhu cầu nghe gọi thường ngày cũng như là xem phim hoặc là nghe nhạc thông thường. Còn để nói mà về thưởng thức âm nhạc hay là nghe chuyên sâu hơn thì mình nghĩ mọi người nên cân nhắc mua những dòng cao cấp hơn, ví dụ như là dòng Pro chẳng hạn. Nói chung thì trong phân khúc này với tầm giá 1 triệu đồng thì nó sẽ khá là phù hợp với đại đa số người dùng phổ thông. Về chất âm thì mình nghĩ là chiếc tai nghe này sẽ thiên về âm bass nhiều hơn, còn vocal thì nghe chưa thực sự là nổi bật cho lắm. Tổng kết lại về chiếc Redmi Buds 3 này thì mình thấy nó có thiết kế khá là đơn giản xinh xắn, kết nối rất là tốt, ổn định này, pin trâu và chất lượng ổn trong tầm giá chỉ khoảng 1 triệu đồng mà thôi. Vì thế cho nên mọi người có thể là nên cân nhắc nhá. Còn mọi người thì mọi người có đánh giá như thế nào hãy để lại ở phía bên dưới bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của Hàng Hà Mobile. Cái phần này gọi là cái gì nhỉ? Đố anh biết cái này gọi là cái gì?